Cá chê trắng nó nhảy lên. Cái này dịch tới hả? Ông rên cũng bao nhiêu đó mà ông không rên cũng bao nhiêu đó. Cái này á, người ta kêu bằng trà mùng. Trà mùng. Cái kênh này cũng đẹp. Nó còn trống á, chưa có trồng cây. Thấy cũng là nó trống vậy mà nó dài như vậy là nhìn đẹp. Là cái loại trà mà người ta để chìm, ta chìm ở dưới nước á, rồi hai tuần ta dở một lần. À, với cái trà mùng này để lâu á nó bị sình nó đóng trong cái mùng mà dở không được. Cái này hai anh chị đang người ta gọi là rạn. Rạn nói nghĩa là rồi từ từ ôm á, ta ấy cái máy bơm, ta bơm nước. Có con cá gì vậy? Nó linh cũng nhảy dữ vậy ta. Cá chốt nhiều, mùa cá linh qua rồi. Dở mấy hôm rồi? Dở mấy lần rồi? Hai ba lần hả? Hôm cá ra chắc nhiều hả? Tôi cũng mới nhảy trong này rồi. Mới nhảy nữa hả? Bị tiểu đường. Tiểu đường tim mạch tùm lum. Sao rồi, bước cho đứng dậy. Xuống cái sông cái kia kìa. Cái này mình quay kiểu miền Tây mình. Quay cánh. Cái này thì mùa nước nổi nó qua rồi, bây giờ mùa này là mùa hạn rồi. Thì bà con ở miền Tây người ta, mấy người người ta sống ven sông á, người ta làm mấy cái trà này nè. Cái trà mà này là người ta kêu bằng trà mùng. Còn cái trà trường khác nữa. Trà trường nó lớn hơn mà mỗi lần bắt á là người ta phải bao, lấy lưới lại người ta bao. Đâu? Ổng hả? Có năm nào rồi đi giăng lưới phấp với hai ông bà này nè. Chạy vô đây mới biết cái xóm này chứ mà không chạy vô đây đâu không biết. Sẵn bữa nay vô đem quà vô cho ông bà ăn Tết thì gặp thôi dở trà. Ngồi quay luôn. Cái linh. Anh
qua chỗ cái đó đi. Anh qua cái đó đi. Trời ơi, ông mua có một người là 500-600 ngàn, người Mỹ người ta đã cho ông 500 ngàn. Để ông ta mới thử một cũng dốt một. Nghĩ em muốn gì nữa trời. 200 ngàn, khoảng 2 năm rồi đó. Năm nay năm thứ 3 rồi. Cái này là con cá linh được không? Linh à. Ô, chạy trắng vậy. Còn cá linh nhiều quá trời. Ôi, anh còn đi cho quà, sao bắt được. Cá nào nó sống qua wow, hồ ông ơi. Trời, con này cá linh hay gì? Bự dữ vậy ta. Cái này ông bắt cá linh về được không? Không được đâu, không được. Không được. Đông rồi, đông rồi. Nó nhảy quá trời. Nó nhào lên tôi nè trời. Quay đi. Quay đây, quay đây. Chắc cái linh nhiều quá rồi nha. Thấy vậy đó, chừng 2-3 kg anh ơi. Dạ hả? Dạ, nó nhảy vậy đó. Nó nhảy rầm rầm đây nè. Nó lựa tôi, nó nhảy không rồi trời. Quay mưa. Đó. Bước qua chỗ không có lưới nào, không có như lưới dính kia, lưới kia, bước qua xuống chạy đất, anh á, làm sao á? Chạy nhảy đi cho con cá này. Nè, bước qua nè, nhìn đây nè, đây nè, bước qua nè, đứng đây nè. Đứng đừng qua này, đứng qua này là đang tôi gì. Dùng mạnh coi đi. Anh Sáu kìa, anh ở đây nè. Anh Sáu quay đi. Mình có nuôi nó không? Có thả mồi không? Rồi nó nhảy nó thả mồi. Năm nay làm được mấy khạp? Ờ. Ba khạp với mình nấu ra nước được bao nhiêu ta? Ba khạp nước. Ba khạp mắm là ba khạp nước hả? Mình ủ vậy đó là bao nhiêu cá, bao nhiêu muối? Rồi dữ vậy hả? Nước nó đẹp lắm. Mà con cá chì trắng nó nhẹ. Ôi, con cái này nó có chín trời.
Cái này ảnh đang lấy rác ra. Dọn rác ra rồi chút nó kéo lên là cá không á. Năm nay tôi không có quay được cái cảnh dở trà nè. Cái thằng gì ở đằng này nè, thằng gì tên gì nó cũng để trà nhiều lắm. Tao vậy hả? Đất con trẻ mà.